Đây là vườn sâm mua chín nha mình nghe các bạn. Và đây là hình ảnh cây sâm mua chín vào buổi sáng. Đây là những cái búp hoa nó chưa có nở. Đây là trái sâm. Trái sâm, những cái trái đầu thì nó rất là to. Số lượng hạt của nó được cỡ khoảng 30 đến 50 hạt. Cái sâm này thì nó khá là dễ trồng. Mỗi cây như vậy thì mỗi ngày nó nở khoảng 3 đến 4 bông. Đây là những cái nụ hoa. Đây là những trái sâm. Trái sâm đã được thụ phấn rồi. Vô hôm nay là mình quay buổi sáng nên là nó cũng chưa có nở hoa ra. Thì cây thì cao cỡ khoảng 40 cm, thì nó trồng cỡ khoảng 2 3 tháng rồi, khoảng 4 tháng rồi. Số cây do ảnh hưởng của sương muối là nó bị bệnh rất là ít thôi. Đây là những sâm mình đã trồng trước cỡ khoảng được 5 6 tháng rồi, và diện tích này sắp thu hoạch nên là lá nó đã già, số lá đã già. Khoảng 2 3 tháng nữa mình sẽ cho thu hoạch diện tích này. Mô hình trồng của bên mình thì xen kẽ với xài và bưởi. Có khoảng 3 4 thửa như vậy. Và mỗi thửa thì tầm khoảng gần 2.000 mét vuông. Cái thửa này gần 2.000. Diện tích này trồng trước mùa đông nên là nó lên rất là đều. Còn diện tích này trồng sau thì nó hơi hao hụt, do mùa đông thì ảnh hưởng của thời tiết lạnh.
Thì buổi sáng mình sẽ ra mình thu hoạch cái trái sâm, hay là trái sâm đã gì khô. Và khi mà mình trái sâm khô thì bên trong nó có khoảng 30 đến 35 hạt để mình tách ra cơ. Đây là cái hạt nó cũng là khá nhỏ, nó bằng phân nửa hạt tiêu, 1/3 hạt tiêu. Rồi khi thu hoạch xong thì mình chỉ việc là rải nó xuống đất thôi cho nó lên. Rồi này là trái sâm thì nó có 5 khía giống trái khế, nhưng mà nó chớp dần ở về phía đầu. Đây là diện tích mình làm giống nên là mình để trái, và nếu mà các bạn trồng mà lấy củ thì không nên để trái, vì trái nó sẽ làm giảm cái năng suất củ và giảm cái độ củ sẽ lâu lớn hơn nhiều so với không để bông và để hạt. Sâm này cũng là loại cây mà nó ưa sâm là cũng là loại cây nó ưa ánh sáng, nhưng mà nó không có thích ánh sáng trực tiếp quá. Mình có thể trồng xen kẽ với xoài như vậy nè thì nó khá là ok. Và khi mà các bạn trồng với xoài thì nó giúp tăng hiệu quả kinh tế. Nếu mà một hai đến hai trồng xoài thì các bạn trồng xen vào để có thể thu vài tấn sâm cho một năm. Còn nếu các bạn trồng không có xen canh giống như của mình như này nè, xoài nó còn nhỏ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cái tán, nó không ảnh hưởng nhiều tới cái sâm, thì có thể cho một hai như vậy là khoảng 8-10 tấn.